Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chương trình bây giờ đang là mẫu đồng hồ đeo tay thông minh Realme Watch S. Và mình đã bỏ tiền túi của mình ra để mua cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh này mang về đây để review cho các bạn. Mình mua cái mẫu đồng hồ này với mức giá là khoảng 2 triệu rưỡi. Và sau khoảng một thời gian khá dài, mình nghĩ chắc khoảng vài tuần sử dụng, thì mình nghĩ là mình đã có một cái video tương đối là đầy đủ để đánh giá chi tiết về cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh này rồi. Và trong suốt cái quá trình sử dụng đó thì mình cảm thấy là tương đối là hài lòng với những cái gì mà mình đem lại, với những cái gì mà cái đồng hồ này đem lại cho mình. Tất nhiên là có một số những cái điểm mà mình chưa hài lòng thì ở trong video mình cũng sẽ nói hết cho các bạn. Những cái ưu điểm của mình về cái mẫu đồng hồ này là gì? Đầu tiên là đeo lên cực kỳ nhẹ nhàng, cái khối lượng chỉ rơi vào khoảng 48g mà thôi. Đấy, tiếp theo nữa là nó có thể cá nhân hóa thay đổi được mặt đồng hồ theo sở thích của mình. Đây, ví dụ như mình có thể in được hình mặt của mình và con gái của mình lên trên đồng hồ như này. Cá nhân hóa được cái điều này là mình cảm thấy rất là thích. Ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có 100 cái mặt đồng hồ khác để cho bạn có thể lựa chọn nữa. Tiếp tục nữa nào, nó ngoài cái việc là đo nhịp tim ra thì nó cũng sẽ có đo nồng độ oxy trong máu. Nó sẽ có chuẩn kháng nước kháng bụi là IP68. Và cái điểm mà mình cực kỳ thích ở trên cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh này đó là cái pin của nó, trời ơi, nó trâu vô cùng luôn, nó trâu lắm ý. Theo công bố của nhà sản xuất thì cái đồng hồ này nó có thể có một cái thời lượng pin lên tới là 15 ngày. Mình thì mình không đo đạc một cách kỹ lưỡng như là người ta đâu, nhưng mà gần như là từ cái lúc mà mình mua đến bây giờ mình mới chỉ sạc đúng một lần thôi. Đấy, và các bạn sử dụng 10 ngày là cực kỳ thoải mái luôn. Một cái đồng hồ đeo tay thông minh 10 ngày sử dụng pin thì bạn cảm thấy như thế nào? Đấy, rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với những cái phần khác thì sao? Đối với cả một cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh, kể cả đồng hồ nào đi chăng nữa ở Việt Nam, các bạn luôn luôn quan tâm tới một vấn đề, đó là liệu nó có tiếng Việt hay không? Nó có gọi điện thoại đến thì nó có hiển thị tiếng Việt hay không? Và nhận tin nhắn đến thì nó có tiếng Việt hay không? Đấy, thì mình sẽ demo luôn để cho các bạn xem nhé. Đây, ví dụ như mình gọi một cuộc gọi điện đến cái điện thoại này của mình. Đây, mình kết nối với iPhone. Các bạn kết nối với iPhone. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Dương Dê nhá, bằng tiếng Việt luôn. Đấy, và mình có thể kết thúc cuộc gọi, hoặc là có thể để chế độ im lặng đi bất kỳ lúc nào cũng được. Kết thúc cuộc gọi thì là sẽ ấn vào đây. Các bạn thấy chưa? Đấy, mình sẽ thử gọi lại một lần nữa nhé, để mình chỉ ra một cái điểm nhược điểm của chỗ này là gì. Không nghe, nghĩa là không có loa ngoài để nghe điện thoại thì là một phần rồi. Đấy, nhưng khi cuộc gọi đến như này nhá, chúng ta sẽ không thể nào mà nhắn lại cho người kia biết là bây giờ tôi đang bận hay như nào. Chúng ta vẫn phải nhắn qua cái tin nhắn này. Đấy, lần trước thì mình đã review cho các bạn cái Amazfit Bip U, thì nó có phần là kéo lên như này để chúng ta tùy chọn tin nhắn để nhắn lại cho người kia, thì cái mẫu đồng hồ của mình nó không có cái đó, thì đây là cái điểm trừ đấy. Tiếp tục nữa nào, về tin nhắn thì sao? Khi mà có tin nhắn đến thì nó sẽ hiển thị bằng tiếng Việt chắc chắn rồi, và các bạn sẽ vuốt từ trên xuống. Đấy, đây các bạn nhìn này, chúng ta sẽ có được cái tin nhắn bằng tiếng Việt như thế này luôn, và không bị bất kỳ một lỗi nào cả, không bị lỗi xuống dòng, không bị lỗi phông chữ. Đấy, mình có thể đọc được rất là dễ dàng như thế này, các bạn nhìn được không? Tuy nhiên có một cái vấn đề, đó là cái nhận thông báo của cái mẫu đồng hồ này thì nó không đọc được hết toàn bộ nội dung, nó chỉ đọc một phần thôi. Đây các bạn nhìn này, chúng ta kéo xuống đến đây thôi là nó đã hết rồi, các bạn thấy không? Đấy là chúng ta đã không thể đọc được nữa rồi, chúng ta sẽ chỉ có cái phần xóa thôi chứ không thể đọc được thêm nữa. Đấy, đây các bạn nhìn này, đấy, ví dụ như từ bạn mình đến, ví dụ những tin nhắn ngắn này không sao, nhưng những tin nhắn rất dài thì chúng ta sẽ không thể đọc được hết toàn bộ nội dung, chúng ta lại phải rời điện thoại ra. Tuy nhiên là đối với bản thân mình thì mình nghĩ là cái điều này nó cũng không quá quan trọng đối với mình, bởi vì khi mình biết được là có ai nhắn đến, nội dung cơ bản là gì, mình có cần thiết đến đây hay không, nếu mình cần thiết thì mình sẽ vẫn phải lấy điện thoại ra để trả lời thôi, đúng nào? Đấy, thì mình không quá quan trọng cái điều này, nhưng về cơ bản là các bạn sẽ thấy được là cái nội dung các thứ là chúng ta có thể đọc được bằng tiếng Việt, tin nhắn các thứ bằng tiếng Việt hoàn toàn. Chúng ta có thể thay đổi được mặt đồng hồ bằng cách là giữ im vào đây để thay đổi các cái mặt đồng hồ như này. Đấy, các bạn thấy không? Nếu các bạn thích nó hầm hố, nó thể thao thì các bạn có thể lựa chọn cái này này. Đấy, đồng hồ truyền thống này. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, nhìn trông hầm hố không? Nhìn trông đẹp không? Các bạn có thể cá nhân hóa giống như mình để hình ảnh con gái lên đấy. Rồi, tiếp tục nữa nào. Cái màn hình này thì sẽ là màn hình mặt tròn có kích thước là 1,3 inch, nghĩa là sẽ rơi vào khoảng 33mm. Cái mặt đồng hồ tròn như này, Realme họ làm rất là khéo khi mà các cái phần chữ này này nó cũng theo những cái hình tròn như này. Đấy, nó cũng sẽ uốn lượn theo cái hình tròn như này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái màn hình nó cũng sẽ uốn theo cái hình tròn như này. Và cái viền ở bên ngoài này thì các bạn nhìn thấy là nó khá là dày, đúng không nào? Viền bên ngoài này thì khá là dày, nhưng Realme đã rất khéo léo khi mà họ đã làm một cái viền bezel như này ở bên ngoài.
theo kiểu dạng giả viền bezel ấy. Chúng ta sẽ thấy luôn là các cái thông báo về foot ở đây này, các bạn thấy không? Đấy 20 30 đấy, nhìn trông cũng được, nghĩa là nhìn nó không bị quá thô, chứ nếu không mà viền dày mà nó đen xì nhá. Ví dụ như là cái Amazfit này chẳng hạn, là cái viền này như này nhưng mà nó đen xì như này thì chúng ta nhìn vào chúng ta lại thấy là nó rất là xấu. Đấy. Các bạn thấy không? Thì nó có thêm những điểm như này thì nó sẽ nhấn nhá hơn. Nhưng mà cái mẫu này thì mình cảm thấy là nó hơi dày này. Cái độ dày của nó thì sẽ rơi vào khoảng 12mm, nên là khi mà các bạn đeo vào các bạn sẽ cảm thấy nó khá là to đấy. Và cái size mặt của nó nhá thì sẽ là size 47 các bạn nhé. Đấy, cái kích thước từ đây đến đây nó sẽ là 47 này. Đấy, thì bạn hết sức chú ý cái điều đó. Về phần dây thì sao? Phần dây đeo thì rất là mềm. Phần dây đeo thực sự là rất là mềm luôn. Và các cái phần lỗ để mà chúng ta đeo dây này nó rất là gần nhau, nên là khi mà đeo vào thì mình cảm thấy là mình sẽ có thể tùy thích theo ý của mình để làm sao cho nó vừa nhất. Ví dụ như các cái lỗ này mà nó quá xa giống như là một số những mẫu đồng hồ khác ấy, thì mình cảm thấy là đôi khi có những lỗ mình đeo thì nó khá chật, còn nếu mà nới ra một lỗ thôi thì nó rất là rộng. Thì với cái việc các cái lỗ mà nó xít như này thì mình có thể lựa chọn được làm sao nó vừa hợp nhất với cả cái kích cỡ tay của mình. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có các cái cảm biến, ví dụ như là đo nhịp tim hay là theo dõi nồng độ oxy ở trong máu. Và cái phần sạc của nó thì đây, nó là cái sạc tròn như này. Đấy, chúng ta sẽ đưa này vào là thôi, và là sạc là được thôi. Và cái sạc của nó khá là nhanh đấy nhá, rất là nhanh thôi. Mình cắm vào chắc thì tầm khoảng tiếng rưỡi 2 tiếng là nó đã đầy rồi. Rất nhanh, cái sạc này thực sự là rất là nhanh. Đấy, không cần phải sạc qua đêm đâu các bạn ạ. Ví dụ như mình nói luôn, ví dụ như một buổi sáng mình quay video như này, mình chỉ cần việc bỏ lên phát, lúc sau mình quay video xong mình đã đeo đồng hồ ở trên tay rồi. Đấy, một video mình chuẩn bị mất khoảng vài tiếng. Đấy, một vài video. Đấy, kiểu như thế. Cái phần khóa ở phía sau như này thì chúng ta cũng có thể tháo ra một cách rất là dễ dàng. Cái thiết kế module như này này, chúng ta kéo này ra thôi là chúng ta đã có thể tháo được cái dây ra thôi. Đấy, cái phần dây này tháo ra cực kỳ là dễ. Và cái việc lắp vào cũng thế này, rất là dễ dàng. Còn mình sẽ cho bạn xem luôn là hai cái nút bấm này thì nó sẽ có tác dụng gì nhá. Đầu tiên là cái nút bấm thứ nhất ở phía trên này, thì chúng ta sẽ vào cái phần menu T9 như này. Đấy, các bạn thấy không? Đó, chúng ta có rất nhiều các cái bảng menu đây. Lát nữa thôi mình sẽ nói cho các bạn là những cái này có chức năng gì. Còn cái phần ở phía dưới này thì nó sẽ vào các cái chế độ luyện tập thể thao. Đấy, nó có tất cả là khoảng 15 hay 16 gì đấy chế độ luyện tập thể thao ở đây này, rất là nhiều luôn. Đấy, tất cả thì tất nhiên rồi sẽ bằng tiếng Việt cho các bạn luôn. Đấy, bách ra nữa thì chúng ta phải sử dụng phím trên này nhé. Phím trên này vừa bách lại vừa ra ngoài màn hình home. Đấy, các bạn thấy chưa? Hơi đáng tiếc đó là cái núm này thì chúng ta sẽ không thể xoay được. Ví dụ như mình vào đây nhá, mình sẽ không thể xoay được như này. Đấy, không thể xoay được mà mình phải vuốt ở trên màn hình như này. Và mình cảm thấy rằng cái việc vuốt này nó hơi bất tiện, nó tự nhiên nó chiếm dụng diện tích ở trên màn hình bằng cái ngón tay của mình. Nên là nếu mà sau này Realme họ làm cái kiểu vuốt như này được thì xoay như này được thì nó sẽ tốt hơn biết mấy. Rồi, tiếp tục nữa nào. Mình sẽ review tiếp về các cái tính năng khác. Khi mà chúng ta vuốt từ trên xuống dưới như thế này thì chúng ta sẽ vào cái phần thông báo. Đấy, vừa nãy các bạn cũng đã biết rồi. Bách lại thì sẽ ở đây. Chúng ta vuốt từ dưới lên thì chúng ta cũng thay luôn cái phím ở trên này, đấy là vào cái phần menu. Đấy, chúng ta vuốt từ bên cạnh này sang thì chúng ta sẽ tùy chọn. Chúng ta có thể tùy chọn được là bật tiết kiệm pin này, bật cái chế độ nâng tay lên để mà sáng màn hình này, hay vào phần cài đặt này, hay là chúng ta sẽ vào cái phần không làm phiền này. Chúng có thể thay đổi được cả độ sáng ở đây nữa này. Đấy, độ sáng ở này khá cao nhé, ra ngoài trời nắng nhìn rất là rõ nhé nếu các bạn để mức độ 4 như này. Còn mình hay để chế độ auto. Đây, có cả mức độ 5 nữa cơ, mình hay để auto như này. Rồi, tiếp tục nữa nào. Nếu chúng ta vuốt sang các cạnh này sang, chúng ta sẽ có các thông tin nữa. Ví dụ như là về số bước chân, lượng calo tiêu thụ, cái thứ này. Rồi, chúng ta sẽ có những gì nữa đây. Đây, các cái chế độ ghi lại về giấc ngủ, nhưng mà ngủ thì chả bao giờ mình đeo đồng hồ nên là nó cũng không có. Đấy, có cả các cái dữ liệu về cả thời tiết nữa. Đấy, rồi là đo nhịp tim này. Cái này nó có một cái điểm rất hay, đó là nó có nhắc nhở mình cứ 2 giờ đồng hồ là mình phải uống nước. Cái điều này rất quan trọng đối với gan thận của các bạn nhé. Tiếp tục nữa đó là nó cũng nhắc nhở cho mình là nếu mà ngồi quá lâu thì nó sẽ như thế nào. Và đặc biệt nữa là nó có chế độ cảnh báo nhịp tim. Ví dụ như là nhịp tim của mình quá cao, nó sẽ tự động báo ở trên đồng hồ này. Cái điều này rất là hay luôn. Đấy, thì đấy là cái điểm mà mình thích. Rồi, về màn hình thì sao? Màn hình này thì cực kỳ là đẹp mắt. Màn hình mặc dù có kích thước là 1,3 inch nhưng cái độ phân giải của nó rất là cao luôn, là 360 x 360. Mật độ đồng ảnh là 278 ppi. 278 ppi thì đối với điện thoại thì các bạn cảm thấy rất là bình thường thôi, đúng nào? Nhưng đối với cả một cái đồng hồ thông minh như thế này thì đây là một mật độ đồng ảnh tương đối cao rồi đấy. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái cảm biến ánh sáng này. Ở gần cái góc 12 giờ, nếu các bạn để ý kỹ, nó sẽ có một cái cảm biến ánh sáng. Đấy, cái cảm biến ánh sáng này thì nó sẽ giúp cho cái màn hình này của các bạn sáng tối theo cái điều kiện môi trường là như thế. Đấy, Bluetooth là 5.0 luôn, nên là nếu mà các bạn để cái điện thoại mà nó quá xa thì chúng ta vẫn có thể
bắt được, vẫn có thể theo dõi được. Ví dụ như là mình vứt điện thoại ở bên ngoài nhưng mà đi vệ sinh mình vẫn đeo đồng hồ theo, thì có ai gọi điện đến hay là có ai nhắn tin đến thì mình vẫn biết được. Thế còn bây giờ mình sẽ review về các cái app ở trên cái màn hình này thì sao. Đầu tiên là mình sẽ có thể hẹn giờ được này. Đấy, mình có thể tạo báo thức được ở đây. Đây, tạo báo thức được ở đây. Đấy, được chưa? Rồi, mình có thể vào phần cài đặt như thế này để mà mình có thể cá nhân hóa. Đấy, chọn các cái chế độ ở đây. Cái này thì các bạn mò nó cũng sẽ ra rất là dễ dàng thôi. Đấy, mình có thể thay đổi được cả cường độ sáng ở trên cái phần cài đặt như thế này. Đấy, mình sẽ để lại auto nhá. Đấy, có thể thay đổi được cả cường độ rung, mình hay để rung mạnh. Đấy, bật chế độ tiết kiệm pin lên. Đấy, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ có các cái phần mục tiêu của chúng ta ở đây, các chế độ luyện tập ở đây. Có tất cả là 16 chế độ luyện tập thì phải, rất là nhiều luôn. Thời tiết thì chúng ta xem ở đây. Đấy, nhưng mà mình chưa cập nhật thời tiết ở bên trong điện thoại nên nó chỉ hiển thị ra thôi. Chúng ta sẽ có cái phần đo nhịp tim ở đây. Đo nhịp tim thì nó sẽ đo theo thời gian thực luôn. Đấy, nó sẽ đo theo thời gian thực. Đấy, rồi chúng ta sẽ có cái gì nữa nào? Chúng ta sẽ có tập ngồi thiền. Đấy. Chúng ta sẽ có cả nghe nhạc, chúng ta có thể điều chỉnh phát nhạc ở đây, tăng giảm âm lượng ở trên này luôn nhé. Rồi là pau bài này, next bài, back lại bài là có đủ hết ở trên này, trình hiển thị rất là dễ dàng nhìn. Đấy, chúng ta sẽ có cả cái phần đo nồng độ oxy bên trong máu nữa này. Đấy, chúng ta sẽ có chế độ ngủ ở đây. Đấy, rồi là đồng hồ bấm giờ. Đấy, đồng hồ đếm ngược. Chúng ta có thể kết nối được với cả camera của điện thoại để mà chúng ta ấn vào nút này để nó có thể chụp hình được. Và nó sẽ có thêm một cái tính năng nữa, đó là tính năng tìm điện thoại. Đây các bạn nhìn này. Đấy, nó sẽ bị rung này, các bạn nhìn thấy không? Cảnh mình nó rung nhưng mà nó rung rất là nhẹ. Này. Ví dụ mình để cái này cạnh cái micro nhá, thì các bạn sẽ thấy luôn này. Đấy, mình để cạnh micro thì các bạn sẽ nghe thấy cái rung nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy. Được chưa? Nhưng mà cái mà mình không thích đấy là cái phần tìm điện thoại của cái này nó lại không phát ra âm thanh. Các bạn hình dung không? Chính vì nó không phát ra âm thanh nên mình không thích cái điều đó. Đấy, chứ mà bình thường mình sử dụng mà nó phát ra âm thanh thì mình rất thích lắm. Đấy, mình tìm đồng hồ nó dễ hơn mà, đúng nào. Rồi, thế đối với cả giao diện của điện thoại thì sao? Đây mình sẽ review qua cho bạn một chút về cái giao diện của cái điện thoại này. Về cái app để mà kết nối cái đồng hồ này với cả cái điện thoại này thì chúng ta sẽ download một cái app có tên đó là Realme Link về đây. Chúng ta sẽ kích vào. Đấy, mình đã kết nối với cả cái Realme Watch S này rồi. Mình sẽ kích vào đây. Đấy, thì nó hiển thị ra số bước chân mình đi ở trong ngày, mình đi hơi ít ấy. Đây, và khi mà mình vào cái phần cài đặt như này, mình có thể thay đổi được rất nhiều các mặt đồng hồ ở đây. Đấy, ví dụ như là tất cả ở đây thì nó có khoảng 100 cái mặt đồng hồ cơ, nhiều lắm các bạn ạ. Đây, nó sẽ hiển thị lên luôn. Đấy, rất là nhiều để cho các bạn có thể lựa chọn và các bạn có thể cá nhân hóa được. Nếu mà cá nhân hóa thì ví dụ như ở trong điện thoại của các bạn có 1.000 bức ảnh thì nó sẽ là 1.000 cái mặt đồng hồ khác nhau thôi. Đấy, kiểu như thế. Đây, chúng ta sẽ vào cái phần ảnh này và chúng ta có thể thay đổi được hình nền. Đây, chọn từ ảnh đây, đấy, mình có thể thay đổi được hình này chẳng hạn đây. Hình ông già Noel chẳng hạn này. Đấy, hoàn thành này. Đồng bộ hóa với cả thiết bị nhá. Các bạn nhìn này. Đấy, nó sẽ đợi một lúc thì nó sẽ đồng bộ hóa với cả cái đồng hồ của chúng ta đấy. Tuy nhiên là cũng chia sẻ luôn với anh em đó là cái thời gian để mà đồng bộ hóa này mình cảm thấy nó hơi lâu. Mỗi lần thay đổi mặt đồng hồ thì mình cảm thấy nó sẽ hơi mất thời gian của mình. Đấy, ngồi nói mãi rồi mà nó sẽ vẫn chưa xong. Cái đồng hồ này thì mình kết nối với cả cái iPhone, còn cái Mi Band này mình đeo trên tay này thì là mình kết nối với cả cái Oppo Reno mấy chùm của mình. Đó. Rồi các bạn nhìn nhá. Đợi một lúc nó sẽ hiển thị ra thôi. Đấy, các bạn thấy không? Cái thời gian setup đồng hồ nó hơi lâu. Đấy, riêng mình đã làm video thì mình sẽ làm rất là chi tiết cho các bạn và chỉ ra rất nhiều những cái ưu điểm khen chê rõ ràng về sản phẩm cho các bạn. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, giờ ở đây nhá. Rất rõ ràng đúng không nào? Rồi, ok, tiếp tục nữa nào. Chúng ta sẽ có các cái phần là lời nhắc cuộc gọi cái thứ này mình bật ở đây này. Về thông báo thì một số những cái ứng dụng ở đây này, ví dụ như ứng dụng Techcombank hay ứng dụng ACB cái thứ thì nó không nhận được, nhưng mà SMS thì nó lại nhận được. Đấy. Thì đấy cũng là cái điểm dở. Đấy. Ở đây thì nó chỉ có cái phần là các ứng dụng khác thôi, các ứng dụng mạng khác thôi, nhưng mà về cơ bản mình đã bật cái chế độ này lên rồi nhưng mà nó vẫn không hiển thị, thi thoảng nó vẫn không hiển thị. Thì đấy là cái điểm mà mình cảm thấy tương đối dở. Đấy, nhưng mà mình thì cũng không quá quan trọng cái điều đó nên là mình có thể chấp nhận cho qua được. Nhưng nếu bạn nào mà không chấp nhận được thì sẽ là một cái nhược điểm của con này đấy. Rồi, tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ có cái phần nhắc nhở thức dậy này, nghĩa là hẹn giờ đấy. Nhắc nhở uống nước, cái này là mình sẽ luôn luôn bật lên, cứ 2 giờ nó nhắc nhở mình uống nước một lần, cái điều này rất là hay. Đấy, theo dõi nhịp tim thì mình sẽ cho theo dõi luôn luôn theo dõi nhịp tim luôn. Và có cảnh báo nhịp tim cao, nhịp tim thấp. Ví dụ cảnh báo nhịp tim của mình mà trên 110 phát là nó sẽ báo. Mấy lần nó báo cho mình biết rồi đấy. Nó sẽ có cái phần tìm điện thoại mình cũng sẽ bật ở đây. Bộ điều khiển camera thì mình cũng sẽ bật lên để có thể chụp ảnh selfie với cái chính cái điện thoại của mình. Đấy, thời tiết. Đấy, thì các bạn sẽ bật vào đây để kích hoạt lại cái thành phố thôi là được. Đấy, hướng dẫn sử dụng ở đây, nâng cấp thiết bị các thứ vân vân. Về cơ bản ấy thì cái mẫu đồng hồ này thì mình thấy là cái mức giá có thể là phù hợp với mình nhưng mà có thể không phù hợp với nhiều người, vì mức giá của nó vẫn tương đối là cao so với nhiều người. Thì nếu bạn muốn có một cái sự lựa chọn mà nó rẻ hơn, nó tiết kiệm tiền hơn
thì các bạn có thể mua phiên bản thường thôi, phiên bản màn hình vuông ấy, là cái Realme Watch bình thường chứ không phải Realme Watch S nữa. Thì tại Hoàng Hà Mobile đang bán với mức giá rẻ bằng một nửa so với cái mẫu đồng hồ mà mình giới thiệu. À còn về độ bền nhá, thì Realme họ cũng đã kiểm tra cái nút bấm này 100.000 lần rồi, không vấn đề gì cả. Độ căng của dây họ có thể kiểm tra được với độ căng khoảng 7kg này. Đấy, rồi là họ kiểm tra uốn cong 3.000 lần và kiểm tra số lần đeo khoảng 3.000 lần nữa thì rất là thoải mái. Về độ bền thì các bạn cũng hoàn toàn có thể yên tâm, cũng không có điểm gì là phải quá lo lắng cả. Đấy, thì đấy là những cái mình review qua cho các bạn xem. Các bạn cảm thấy sao về cái mẫu đồng hồ này, hãy để lại comment cho mình biết nhé. Hoặc có thể tiết kiệm tiền hơn, mua cái đồng hồ Realme Watch không phải là bản S. Đấy, còn cái hộp của nó đây, hộp màu vàng như này, rất là đặc trưng của Realme rồi. Đấy, các thông số thì có ở sau hết như này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy được luôn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.